Bạn sẽ thấy lời dân một sạc xa phí Microsoft Office dân sạc xa phí basic của bảo vệ dân cho từ start menu về đồng bằng hành xin trái hai nơi trong cái này cứ chỉ blank page mới nằm bay ao dân bằng cách chia vực xịt hai tí này cứ reason page page đại dân lọc ăn bà bà chẳng dân ai cho trong lại nâng của bạn đấy top 1 dân châu tư phẹt phía lệnh phẹt chấm bắt đi cái hai thà ribbon nó có lâu ribbon nó dùng mình group xem xem cái này hai chấm đoạn ít cứ excel title cứ chấm bộ excel bỏ dưới nên cứ chi group bỏ ribbon mùi mối cứ dùng mình phẳng xem xem cái này chẳng được lâu nếu dùng ai cho chồng lại đi về đừng bỏ hành group bỏ về nó không được format cell នៅក្នុង group 1 ហើយចំ កន្លែង នេះ គឺ ជា quick tool អញ្ចឹង យើង អាច set up វា ដើម្បី ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ បើក មើល ទៀត អញ្ចឹង តទៅ ទៀត សំសា មួយ ខែ 2 ខែ ខ្ញុំ ជួប ច្រើន ណាស់ មក ហើយ Mình ban mình nung prakot